Rồi ở đây thì các bạn thấy đây là một cái bài demo về công cụ thôi, chứ tôi không có bắt các bạn dàn, mình khoan dàn trang này đã. Mình tiếp tục mình dàn một trang đơn A4. Nó có thứ nhất là hình ảnh mình chèn vào, và đại khái là theo như cái hình các bạn nhìn ở trên màn hình đó, thì cái hình mình sẽ phải cắt bỏ cái nền đi và nó sẽ đẩy cái chữ. Đồng thời là mình có thể mình sắp xếp, ví dụ như đây là một cái đối tượng nó nằm trên nằm dưới gì đó ha, và cái chữ lớn đầu dòng của mình, ví dụ như đây nó lớn là 1 2 3 4 5 dòng, thì cái này nó gọi là group kép nha. Thì tôi sẽ mở một cái trang mới new. Rồi chỗ này các bạn nhớ tùy chọn đó là print, nhớ giùm tôi chỗ này. Rồi đây là ví dụ như đây là bài lab số 2, các bạn đặt tên luôn lab 2. Rồi chỗ này mình chọn là khổ A4 ha, khổ đứng luôn cũng được nha các bạn. Rồi mình sẵn mình chia luôn mấy cái cột test luôn đi cho nó dễ. Ví dụ đây tôi chia hai cột test đi, ba cột test. Rồi cái khoảng cách dòng, khoảng cách giữa các cột tôi để 6 ha. Rồi ok, tạo. Rồi tôi setup được cái trang A4 như thế này. Rồi nhiệm vụ bây giờ mình sẽ đổ test, đổ chữ vào. Thì đây tôi mở lại cái bài cũ, cái bài lab số 1. Đây, có sẵn hết mấy cái này ha. Rồi giờ tôi sẽ đưa cái chữ này qua. Tôi cần Ctrl C, copy. Rồi tôi quăng qua đây, Ctrl V tôi dán vô. Rồi. Rồi đại khái tôi sẽ để cái chữ như vậy đi ha. Rồi bây giờ tôi sẽ kiếm một cái hình để tôi bỏ vào trước mắt cho các bạn thấy nha. Thì các bạn bài lab số 2 này các bạn cũng vậy, chúng ta dàn một cái trang rồi chúng ta tự cắt cái hình. Thì đây tôi có kiếm đại một cái hình này để tôi cắt nó ra. Đây tôi mở bằng Photoshop. Rồi. Rồi vậy thì bây giờ tôi sẽ đưa cái hình cái nhân vật này, tôi bỏ cái nền đi bằng cái Photoshop. Các bạn đầu tiên là các bạn phân biệt giùm tôi, ở trong đây là chúng ta sẽ cắt bỏ nền bằng công cụ đó là pen. Ở đây thì một số trường hợp các bạn trong Photoshop cái công cụ mà loại bỏ nền nó rất nhiều công cụ mà các bạn hay dùng á, đó là công cụ Magic Wand Tool, hay còn gọi là cái đũa thần ấy. Tôi khuyên các bạn là dẹp bỏ cái ý tưởng đó đi ha, bởi vì trong cái InDesign không có làm cái này được, bởi vì làm như vậy là mình không làm được. Mà thật ra thì cái Magic Wand Tool nó chỉ là công cụ hỗ trợ cho các bạn, ví dụ như thật ra các bạn nếu các bạn để ý kỹ chúng ta cắt bằng cái đó đó, thì cái hình của mình nếu các bạn phóng to lên các bạn sẽ thấy cái rìa của nó sẽ bị lem nhem á, nó rất là khó chính xác. Do đó pen là một cái công cụ hoàn hảo nhất để làm cái việc này. Thì giờ tôi sẽ thử cái tình huống là tôi dùng cái Magic Wand Tool thì chuyện gì xảy ra. Rồi ở đây thì trong Photoshop tôi chọn chế độ đó là Magic Wand Tool là chữ W các bạn. Đây Magic Wand Tool ha. Hay trong những cái phần mà Photoshop phiên bản mới á, hình như bản 2019 trở đi, thì tôi đang xài cái bản như 20 thì phải, thì nó sẽ có cái công cụ này nè các em, nó gọi là Quick Selection Tool, nó không gọi là Magic Wand Tool nữa mà nó gọi là Quick Selection Tool. Đây là một công cụ cải tiến của Adobe để nó giúp cho các bạn chọn đối tượng nhanh. Thì ở trên đây với điều kiện cái hình các em độ phân giải phải lớn và cái chủ thể nó phải tách bạch rõ ràng với cái nền giống như thế này, các bạn thấy chủ thể mình nè, thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ này luôn. Thật ra đây là một cái tính năng cũng rất là hay của Photoshop nha, nhưng mà trong trường hợp này để mình áp dụng mình làm cho cái InDesign thì các bạn không nên dùng, chứ đây là một trong những tính năng xử lý ảnh khá là tốt và nhanh. Đó là các em sẽ chọn công cụ đó là Quick Selection Tool, phím tắt là chữ W. Rồi các bạn chọn giùm tôi chữ Select Subject, ở đây nó có sẵn luôn nè, bấm vô. Rồi AI nó tự tính cho mình, đó, nó tự chọn cho mình cái object luôn. Với điều kiện là cái object, cái đối tượng này giống như tôi chia sẻ ngay từ đầu, nó phải tách bạch khá là rõ ràng với lại cái nền. Thì đây các bạn thấy nó chọn, thật ra chọn cho nhanh nhưng mà các bạn nhìn kỹ nè, khi tôi zoom lên các bạn coi nè, nó chọn đâu chính xác đâu. Đây. Đây nè, nó chọn không có chính xác ha. Đây nè. Nhìn kỹ đi, nó chọn không có chính xác lắm đó. Rồi, nhưng mà trường hợp này tôi sẽ cắt bỏ cái này ha. Rồi tôi bấm Shift F6 để tôi lấy cái vùng chọn cho nó sát vào 0.5. Cái này là kỹ năng bên Photoshop nha. Rồi tôi sẽ tách cái này ra, Ctrl Z. Rồi tôi tắt cái này đi. Rồi tôi được một cái không nền như thế này ha. Rồi bây giờ các bạn, khi các bạn bỏ cái không nền á, thì để kiểm tra cái nét của mình nó có đẹp hay không thì các bạn cứ thử mình bỏ một cái nền đen vào. Đây ví dụ tôi bỏ cái nền đen vào ha. Đây các bạn sẽ thấy tương đối là cái thằng này, công cụ này nó làm việc tương đối là tốt, nhưng mà nhìn kỹ nè, thấy chưa, đó lem nhem như thế này nè. Và cái việc này á,
Khi các bạn dùng pen cắt, các bạn sẽ tránh được cái việc này. Đây, đó, như thế này là làm chữa cháy thôi chứ như vậy là không đạt nè. Và khi cái này các bạn nhìn trên màn hình đó, các bạn thấy nó như vậy mà in ra cũng thấy vậy luôn á. Do đó các bạn chú ý hết sức, chú ý về công cụ, nó gọi là cái đũa thần kỳ này nè. Rồi, ở đây thì tôi sẽ save cái file này lại thành Photoshop. Các bạn nhớ giùm tôi ha, tôi ôn lại luôn cái bài lab số 1. Đầu tiên là các bạn cắt xong thì cái nền của mình nó sẽ là trống. Những cái ô vuông caro vậy, nó tượng trưng cho cái việc là cái nền của mình nó sẽ trong suốt ha. Thì đầu tiên là các em sẽ làm gọn cái hình mình lại bằng cách khi các em cắt cái hình nền của mình thành cái hình nền trong suốt thì các em nhớ làm cái thao tác này. Có thể là các em trong quá trình học Photoshop các bạn chưa được học cái này, thì cái này là cái tính năng mà khi làm việc là tôi hay dùng cái này lắm để làm gọn cái file lại. Các bạn vào cái phần image, các em chọn trim, trim là cắt. Rồi các em chọn giùm tôi chữ transparent pixel, có nghĩa là mình sẽ loại bỏ những cái gọi là cái bit pixel mà nó trong suốt, nó dư nè, giống như cái khoảng này mình đâu cần đâu, thay vì các em phải crop lại mệt lắm. Các bạn bấm ok. Rồi đó, nó vừa dặn với cái hình mình luôn. Rồi tôi sẽ save cái file này lại thành Photoshop. Trước mắt thì các bạn kiểm tra lại đó là ARIB là sai nè, chọn image, chọn mod, xem YK. Rồi bấm các bạn bấm để nó chuyển biến thành hệ màu xem YK. Cái thứ hai nữa các em kiểm tra độ phân giải, image chọn nó là image size. Rồi chỗ này 72 ha, thì các em có thể chọn nó lên là 150. Ok. 150 hoặc là 300 nha, tối thiểu nó là như vậy. Rồi xong. Rồi đó, làm như vậy xong các em save nó lại. Save as. Rồi cái file Photoshop này tôi sẽ save nó thành cái file tên là test đi cho nó dễ, bấm save. Rồi xong rồi nè, các bạn thấy thấy nó thành cái đuôi PSD và các bạn sẽ phải play cái hình này vào. Rồi bây giờ tôi play hình vào ha. InDesign. Các em chọn file, các em chọn play, rồi play đúng cái hình Photoshop hồi nãy nha. Đây. Hồi nãy tôi đã làm file Photoshop nè. Open. Rồi tôi kích vô đây. Rồi, Ctrl Shift thu nhỏ lại. Ok. Rồi chỗ này thì tôi sẽ để cái hình như thế này ha. Đó, đại khái giờ tôi có một cái góc hình như thế này. Các bạn thấy nó hay làm vậy, người ta hay làm á. Rồi chữ này tôi sẽ bố trí lại chút xíu nha. Chữ này tôi cho nó dài ra đây chút xíu, cho nó full luôn ha. Ở đây tôi delete cái này đi. À, xin lỗi. Rồi, tôi sẽ kéo cái chữ này qua đây, cho nó dài ra luôn đi các em. Rồi nó báo lỗi của mình nè, một error, thật ra là chữ nó còn á. Bấm vô dấu cộng này, các bạn click ra để rã hết chữ luôn. Rồi canh hàng canh lối lại chút xíu. Ok. Rồi bây giờ tôi được một cái chữ như thế này. Rồi làm sao để cho cái hình của mình nó đẩy cái chữ ha. Thì trước mắt các bạn thấy nè, cái chữ nó đang đè lên cái hình nè, cái khung chữ này nè. Đó các bạn thấy không, nó đang đè lên cái hình. Rồi giờ tôi muốn cái hình nó nằm ở trên cùng, thì các bạn chọn cái hình nha. Nhớ chọn đối tượng cái hình bằng mũi tên đen. Sau đó các em phải chuột, các em chọn Arrange, chọn là bring to front là nó nhảy lên trên á. Rồi đó, lên trên này nè. Rồi cái việc thứ hai là mình phải làm giống như vậy đây đó. Bây giờ mình phải làm giống như vậy thì bằng cách là các em, để tôi tắt cái này đi. Rồi các em nhớ là chọn cái hình, sau đó các em vào Windows, các em chọn giùm tôi là Test Wrap. Đây là cái công cụ mà trong InDesign nó gọi là Test Wrap, có nghĩa là mình sử dụng cái hình để mình đẩy cái chữ á. Các em bấm vào. Rồi chỗ này thì nó có một số cái tùy chọn nè, hoặc là các bạn nhìn ở bên đây cũng được nha. Nếu các bạn không biết ở đâu thì các bạn vào Windows các bạn bật nó lên, còn không nó nằm bên đây nè, cái mục Property, các bạn chọn cái hình. Đây. Thì các em sẽ lựa chọn cho tôi thường là cái này, Wrap around object shape, bấm cái bật vô. Thì các bạn thấy nó đẩy cái chữ đi luôn nè, thấy không? Đó, cái chữ mình đã bị đẩy đi và nó báo một error, có nghĩa là cái chữ này nó đã bị còn một cái, nó bị đẩy đi nên nó còn chữ nè. Đó. Chú ý chỗ này ha. Rồi tôi bung ra lại. Chỗ này vẫn còn. Vẫn còn luôn ha. Vậy thì bung cái này lên chút. Hết chưa? Rồi no error, ok. Giờ canh chỉnh lại chút xíu. Rồi đó. Nhưng mà các bạn thấy nè, cái chữ của mình á, cái hình này nó đẩy theo cái khung. Vậy thì các em muốn nó đẩy theo cái đường viền của cái hình đó thì các em chọn lại cái này. Và các em phải vô Windows các bạn bật lên mới được. Vào Windows bật Test Wrap lên. Rồi chỗ này các bạn nhớ là chọn là Wrap around object shape ha. Rồi cái chỗ này chú ý chỗ cái contour. Contour chính là đường viền. Các em sổ nó xuống chọn giùm tôi là Alpha Channel. Alpha Channel chính là nó sẽ lấy theo cái đường viền mà mình cắt ở bên Photoshop. Tuy nhiên do hồi nãy tôi cắt bằng
Cái công cụ Magic Wand Tool nên nó sẽ không hiểu cái này đâu. Các em bấm vô đây nè, các bạn thấy nè, đó nó vẫn như vậy. Thì cái đó là cái gì? Thì tôi sẽ so sánh cho các em thấy với một cái hình tôi cắt sẵn. Đây. Đây tôi mở cái hình này tôi cắt sẵn này. Đó. Cái hình này tôi cắt bằng pen. Thì cái khác biệt cắt bằng pen nó có cái đường bát này các em. Nè, các bạn bật qua cái Photoshop các bạn thấy cái quạt bát nè, thấy chưa? Tôi cắt cái đường bát nè đó, khi tôi bấm lại tôi vẫn lấy được cái đường bát của nó. Rồi, tương tự như vậy các em qua cái file hồi nãy tôi cắt nè. Cái đường bát có không? Các bạn bật cái bát rồi, có không? Không. Do đó, khi các bạn không cắt bằng pen, không tạo bằng đường bát thì nó sẽ không hiểu nha. Đó, do đó cái lý do là từ khi các bạn làm các bạn không để ý cái việc này là các bạn bỏ vô các bạn tưởng InDesign nó bị lỗi chứ không phải nó bị phụ thuộc vô đây. Đây là hai cái file nó cũng lập nền giống nhau nè, các bạn thấy nè. Đây, nó lập nền luôn. File này cũng lập nền luôn nhưng thằng này có đường path ha. Rồi giờ tôi bỏ cái file này vô cho các bạn thấy sự khác biệt nha. InDesign. Rồi ok. Tôi tạm thời tôi dẹp cái thằng này qua bên nha. Rồi tôi lôi nó qua bên rồi tôi play vô. File play. Rồi tôi chọn cái file Photoshop tôi đã chuẩn bị ha. Đây. Rồi, bây giờ cái file này các bạn thấy giả sử này các bạn thấy cái hình người của tôi. Cái hình nhân vật Arthur nè, hình người này các bạn thấy là nó đang bị ngược á thì các bạn có thể lật lại. Đây cái hình này nè, các bạn phải chuột, các bạn transform, các bạn bấm flip. Đó, đây là tôi giới thiệu thông qua cái bài này tôi giới thiệu các bạn thêm một số cái công cụ chỉnh sửa luôn. Thì cái flip chính là lật. Thì ở đây nó có hai chiều, thứ nhất là horizontal, thứ hai là vertical. Giả sử các bạn không biết chiều nào thì các bạn cứ bấm thử. Ví dụ là tôi không biết tôi mò đại tôi bấm này nè. Rồi chết quá rồi đó. Vậy là không phải nó. À, đó là cách mà dùng cho các bạn nếu mà không nhớ. Thật ra là horizontal là chiều ngang, vertical là chiều đứng. Thì bây giờ cái này là tôi phải lật ngang. Rồi, tôi bấm transform ha, phải chuột nha các bạn, nhớ chọn đối tượng nha, bấm phải chuột, chọn transform. Rồi các em flip, rồi lật nó qua rồi giờ tôi bỏ vô cho các bạn coi nha. Rồi tôi có thể scale cái hình này to lên chút xíu nè, giữ Ctrl Shift nha. Rồi, đây, giờ tôi muốn cái hình tôi nó cỡ cỡ này thôi. Rồi ok. Rồi tôi làm cái thao tác giống hồi nãy. Đây ví dụ như vậy. Rồi, thao tác này tôi chọn cái hình, sau đó các em vào Windows, các em chọn Test Wrap. Rồi, chỗ này các bạn thấy hiện tại nó đang là non nè. Đó, nó no. Thì trong đây nó có một số cái tùy chỉnh thì thật ra các bạn hay dùng. Cho tới bây giờ tôi vẫn dùng cái này nhiều. Thì cái này các bạn có thể kích cái này vô. Bấm Wrap Around Object. Rồi, các bạn thấy y chang trường hợp hồi nãy luôn. Nó cũng biến thành cái đường viền này. Vậy thì chỗ công tô này các em sổ nó xuống chọn giùm tôi Alpha Channel. Rồi, khác biệt rồi nè. Đây nó đi theo nè, tôi zoom lên các bạn coi. Tuy nhiên nó đi theo nó quá là sát thì các bạn tăng cái số này lên. Đây tăng lên. Nè nó đẩy ra nè, thấy chưa? Đó, nó đẩy thì cái khoảng hở này nè là chính là cái chỗ này. Rồi. Xong ha. Rồi, bây giờ các bạn thấy thật ra mình làm như thế này là về mặt công cụ là các em làm đã đạt, nhưng về mặt tính ứng dụng các em làm như vậy là không được. Thứ nhất là cái chữ, những cái chữ mà nó rớt rơi vô như thế này là không bao giờ đọc được. Do đó các bạn hãy chỉnh sửa nó bằng cách thứ nhất là các em có thể tăng cái test wrap này lên. Đây cái chỗ 6 mm các bạn có thể tăng lên để cho nó đẩy mấy cái chữ này tăng lên ha. Ví dụ như một là mình tăng lên nè. Cho nó đẩy ra ngoài luôn. À, nhưng mà tăng lên như thế này nó quá là to nè các bạn thấy không? Thật ra tôi chỉ muốn là nó chỗ này nó vẫn còn giữ được hai cái hàng chữ ở đây thì nó mới đẹp mắt. Thì chỗ này tôi giảm lại nha. À, 6. Rồi ok. Thì các bạn sẽ làm thủ công như sau, có những chỗ chúng ta phải chỉnh sửa lại. Rồi các bạn, giờ tôi muốn nó có hai cái hàng chữ ở đây nhưng mà nó bị cái hình này nó đẩy đi rồi, do cái này là tôi chỉnh nó xấu, vậy tôi sẽ chỉnh bằng cách như thế nào. Thì các bạn chọn mũi tên trắng, chỗ này các bạn nhớ chọn là đối tượng, sau đó các em chọn mũi tên trắng. Rồi các em nhớ chọn mũi tên trắng ha, các em kích vào cái hình các bạn sẽ thấy một cái đường line nhỏ như thế này. Đây nè, các bạn thấy cái đường line không? Thì chỗ này ví dụ rớt một chữ này nè, thì các em lấy mũi tên trắng các em chọn cái nốt. Rồi các em kéo nó ra đi. Rồi, biến đi chỗ khác ha. Thằng này cũng vậy, kéo nó ra. Được chưa? Rồi chỗ này mình sẽ làm gì các bạn? Hạ nó xuống để cho nó nhảy cái chữ vô. Đó, đây là cách chỉnh để mình làm cái layout mình cho nó đẹp. Rồi ok ha. Rồi mấy chữ này mình cho nó đi ra chỗ khác chơi nè. Rồi đó, như vậy nó mới đẹp nè các bạn thấy không? Tôi được một cái file rồi, đây còn dính chữ nè. Đây tôi kéo cái này ra luôn ha. Các bạn chỉ việc chỉnh mấy cái nốt thôi. Rồi zoom to lên.
Đó, ít nhất là các em làm được cái công cụ nó như thế này, các bạn thấy cái test draft mình rất là đẹp mắt. Thứ nhất là đọc hàng lối vẫn ngay ngắn, nhưng mà cái hình mình nó vẫn né được cái hình của mình, và cái hình của mình né theo cái ý của mình. Ví dụ chỗ này các bạn không chỉnh là các bạn không bao giờ làm được cái việc này. À, rồi tiếp tục tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp, đó là công cụ test draft. Và cái bài lab số 2 này bắt buộc nó các bạn dàn một cái trang đơn tiếp tục nha, nhưng mà nó phải có cái hình và chúng ta bỏ vào chúng ta test draft. Rồi cái yêu cầu thứ hai là các em phải có cái phần rớp kép như thế này. Đây, cái rớp kép, cái từ này nó gọi là chuyên môn luôn, nó gọi là rớp kép ha. Rồi các em cho chọn, ví dụ như tôi chọn cái thường cái từ rớp kép á, nó sẽ được thiết kế phổ biến ở cái chữ đầu tiên của cái dòng, chứ không phải chữ nào cũng rớp kép. Ví dụ như đầu tiên vô một cái bài giới thiệu một cái trang báo nào đó, một cái trang tạp chí nào đó, thì chữ cái đầu tiên chúng ta sẽ cho rớp kép, ví dụ đây chữ L. Rồi các em sẽ quét cái chữ L này nha, nhớ chọn quét cái chữ L này. Rồi các em nhìn bên cái thẻ property, các em lăn con chuột xuống đây. Ở đây nè các em, đây nè, các em lăn con chuột xuống, các em nhìn vô cái chỗ cái thẻ đó là paragraph, thì các em nhìn xuống dưới đây nó có cái ký hiệu rồi nè. Tôi rê con chuột vào, các bạn thấy nó ghi chữ drop cap number apply nè, hiện tại nó đang để là số 0. Vậy thì các bạn muốn chữ L này á nó lớn, ví dụ như bốn dòng, thì các bạn kích cái này lên số 4, 1 2 3 4, thấy chưa, nó lên bốn dòng, kích ra ngoài được chưa. Các bạn muốn 5 dòng thì các bạn nhớ quét một chữ L thôi, kéo xuống tăng lên là 5, được chưa. Rồi tôi được 5 dòng, ok ha. Rồi vậy thì những cái chỗ này mình chỉnh lại chút xíu. Rồi rồi trường hợp tôi muốn làm cho nó điệu đà hơn thì tôi sẽ làm như thế nào? Thứ nhất là tôi muốn cái chữ L này nó có một cái khung hình chữ nhật, nó có một cái khung hình chữ nhật bao quanh, và để cái chữ L vào ha, cho nó đẹp mắt. Rồi giờ tôi giảm cái chữ L này lại nha, cho nó là bốn dòng thôi, ok. Rồi cái việc trước tiên là các em sẽ copy, giờ tôi muốn làm cho nó điệu đà hơn nè, cho chỉ cho các bạn cách. Thì các bạn copy cái chữ này ha, Ctrl C rồi bấm Ctrl V dán cái chữ L này nè. Rồi tôi đó có một cái chữ L rồi, Ctrl Alt Alt C để cho nó fit cái này lại. Thì nếu các bạn không biết cái vụ này thì tôi nè, trường hợp này thật ra bài lab số 1 cũng chỉ rồi đó, các bạn có thể xài phím tắt, là các bạn thấy cái khung này tự động nó bao lớn không? Bây giờ tôi muốn cái khung này nó bao nhỏ lại, không lẽ giờ mình kéo chuột vậy đó, mình kéo chuột vậy nó mệt lắm các bạn ha. Vậy thì chỗ này các bạn, nếu các bạn nhớ phím tắt thì sử dụng Ctrl Alt Alt và C, còn không thì các em phải chuột, các em chọn tôi fitting. Đây nó đây nè, Ctrl Alt Alt C nè. Bấm cái bật vô rồi xong ha. Rồi cái việc đầu tiên là các em sẽ tạo cho tôi một cái khung vừa với lại các bạn muốn. Ví dụ giờ tôi muốn chỉnh sửa này, các bạn vẽ tôi một cái hình chữ nhật ha, cỡ này đi. Đây tôi làm các bạn coi nha. Ok. Rồi cái hình chữ nhật này á, tôi sẽ xóa luôn cái chữ này luôn các em, tại lúc này mình có chữ L này rồi, mình xóa chữ này đi, delete. Rồi chỗ này tôi sẽ để lại, do là nó có chữ test wrap này thì các em sẽ bỏ nó xuống. Không, rồi ok. Rồi cái khung này các em sẽ làm cái gì? Các em sẽ vào Windows, các em chọn test wrap, các em bấm cho nó một cái, rồi cho nó đẩy ra ha. Thì các bạn thấy nè, khi mình làm hơn khung chữ nhật với cái hình này thì nó khác, cái hình này là hình bất kỳ, nhưng với những cái shape cơ bản, ví dụ như chữ nhật, vuông, tròn, thì nó có bốn chiều cho các bạn nhìn ký tự, đây là trên, đây là trái, đây là dưới, đây là phải. Vậy thì tôi muốn đẩy cái này qua chút xíu, tôi chỉnh cái phải này lên nè, đó nó đẩy ra ha. Còn cái dưới này tôi không cần. Các bạn muốn chỉnh từng cái thì các bạn tắt cái dây xích này đi. Đây tôi để là này không nè, thằng này không nè, thằng này không nè, này đẩy nó ra chút xíu đó, tôi được một cái khung như thế này. Rồi bây giờ tôi sẽ bỏ chữ L này vào đó, bỏ chữ L này vào thôi. Tuy nhiên cái vấn đề chữ L này nó vẫn đang là cái test, có nghĩa là vẫn còn phông chữ, các bạn xem nè, thấy phông chữ không? Thì khi các em bỏ cái phông chữ, bỏ cái chữ này vô đây á, thì đương nhiên không thể bỏ được, lý do là cái khung này nó đang đẩy cái chữ mà, do đó những cái đối tượng nào là chữ khi các bạn đẩy vô nó sẽ đá văng ra ngoài, đại khái vậy đó. Vậy thì các bạn muốn làm cái chữ L này bỏ vô cho nó đẹp á, thì các em phải giống như bên Illustrator á, là các em phải convert cái chữ, rã cái phông chữ ra, hay còn gọi là rig outline, có nghĩa là biến nó về cái đối tượng là hình vẽ. Thì ở trong InDesign cũng vậy, các em chọn đối tượng, các em bấm Ctrl Shift O Rig Outline, rồi nó hết phông chữ rồi nè, cái này đã hết phông chữ rồi. Rồi các bạn bỏ vào được rồi đó.
cho nó nhỏ lại chút xíu ha. Rồi tôi canh với cái thằng này luôn, tôi canh align nè. Align này thì canh giống như bên AI. Rồi các bạn được cái nha, một cái tag graph như thế này đó. Để tôi giới thiệu tình huống này để các bạn, nhiều khi các bạn muốn làm như thế này mà các bạn không biết đường làm, thì đây là kết hợp giữa công cụ test graph với lại các em biến đối tượng từ cái phông chữ, các bạn biến nó thành đối tượng là hình vẽ hay còn gọi là shape ha. Thì phím tắt của nó là Ctrl Shift O, giống như bên AI vậy đó các bạn. Nếu các bạn học Illustrator rồi thì ôn lại. Bên Illustrator các bạn vẽ một cái chữ ra, rồi mở Illustrator lên ôn luôn nè, cho coi cái để cho hiểu tận tận tường ha, để lỡ bạn nào biết rồi thôi nha. Còn bạn nào chưa biết thì bạn xem lại, bởi vì cái này nó hay dùng lắm. Rồi trong AI tôi cũng tạo một cái thẻ đó là riêng luôn, A4 luôn. Rồi xong cho nó nhanh. Rồi giờ tôi đánh cái chữ nha. Trong AI thì các em không cần quét cái text box, mà các em chỉ việc kích cái công cụ đó là đánh chữ, rồi các bạn bỏ chữ vô. Đây, đây là quá quen thuộc với Illustrator nè, các bạn thấy cái phông chữ không? Khi tôi bấm vô đây hiện phông chữ nè. Rồi giờ tôi copy nó ra, thì ở trong cái thằng AI á, các bạn sẽ bấm cũng vậy luôn, Ctrl Shift O, còn không thì các em phải chuột các bạn bấm Rig Outline. Nhưng mà cái tính năng này ở bên thằng InDesign thì nó bỏ phải chuột rồi, nên các bạn phải sử dụng phím tắt ha. Thật ra nó là cái phím là Ctrl Shift O. Rồi các bạn thấy mất phông chữ y chang vậy luôn, khác biệt gì đó. Đây nè, đây là còn phông chữ nè. Thì cái điểm còn phông chữ với lại cái điểm mất phông chữ nó là như sau. Đây, sorry các bạn. Đây nè, đó, đây là kiểm tra file nè. Các bạn thấy cái file ở trên nó còn phông chữ, khi tôi bấm vô tôi xem chế độ outline thì cái chữ này nó vẫn còn màu sắc, nhưng mà cái này đã biến thành outline rồi đó, do tôi đã rã cái phông chữ ra ha. Thì cái thằng bên InDesign cũng vậy, các em phải rã cái tính năng phông chữ nếu các bạn muốn làm cái kiểu như thế này, được chưa? Rồi ví dụ như thế này thì trong cái bài lab số 2 này thì các em cũng có làm cái tiêu đề gì đó thì mình sắp xếp vào ha. Thì cái tiêu đề đó vậy thì cái test này mình phải cho nó nhỏ lại, tại vì phần trên mình chưa làm tiêu đề, nhớ canh hàng canh lối giùm tôi ha. Đây tôi cho nó xuống. Rồi riêng cái trường hợp này thì mình có thể mình để như thế này. Rồi chỗ này mình chỉnh lại chút xíu nè. Rồi giả sử như các bạn có thể thêm một cái hình ảnh gì đó ha. Ở đây thì tôi cho hình này to lên đi cho đẹp với cái bố cục này ha. Ctrl Shift kéo hình này to lên chút xíu. Rồi ok, cái chữ này mất luôn. Rồi canh hàng canh lối nè. Rồi. Sorry các bạn. Rồi những chỗ này thì mình sẽ chỉnh sửa lại chút xíu nha các bạn nha. Trường hợp như thế này các bạn thấy những cái chữ như giống vậy nè. Đó, như thế này là đọc không có được thì các bạn đá nó ra luôn ha. Đây nè, như thế nào đọc không có được nè. Rồi, chúng ta dùng mũi tên trắng nha. Rồi bấm vô đây rồi chỗ này đẩy nó đi. Đó, sau khi mình làm cái layout hoàn tất rồi, chỗ này cũng vậy, cái chữ như thế này là không bao giờ đọc được, các bạn đừng bao giờ dàn như thế này nha. Dàn như thế này là chúng ta làm nó sai á, về mặt thị giác cũng không đúng, mà mặt sử dụng công cụ không ai làm vậy hết. Rồi chỗ này nó bị rớt một chữ ha. Rồi chỗ này tôi để nó qua đây luôn, tôi kéo cái này ra đây luôn. Rồi tôi kéo cái này qua đây luôn. Rồi, tôi đã đây, nó còn báo chữ thì mình chỉ việc mình kéo nó lên chút xíu. Các bạn thấy để ý cái phần báo lỗi nha. Rồi hết rồi đó, đại khái tương đối như vậy ha. Rồi chỗ này bị rớt một chữ nè. Rồi chỗ này tôi sẽ chỉnh cái này luôn. Tôi tăng cái nốt này lên chút. Rồi hết rồi đó. Rồi các bạn thấy không rớt chữ nha. Rồi nó cũng không báo lỗi luôn. Đủ ha. Rồi chỗ này mình lôi cái này vô.
Rồi tự động nó đẩy cho mình thôi các em, bởi vì đã có cái tag wrap rồi. Ok. Do đó khi mình dàn trang các bạn phải hết sức tỉ mỉ thì các em dàn nó mới đẹp được. Ví dụ như chỗ này bị rớt chữ nè. Rồi chỗ này rất là xấu. Tôi sẽ kéo cái nốt này lên. Rồi đó. Đó các bạn thấy khi tôi dàn là nó đảm bảo rồi, thì chỗ này các em sẽ để cái tiêu đề vô. Ở đây là cái ví dụ ha, đương nhiên nó phải có cái tiêu đề. Thì trong cái bài lab số 2 này các em làm giùm tôi như thế này thôi. Đó là các em dàn cái trang A4 có tiêu đề. Nhớ là body text này cái phông chữ của mình nó phải là từ 8.5 cho đến 10 nha. Đây nè. Đây tôi đang để phông chữ đúng luôn nè, 8.5 nè, body text nha. Cái này gọi là body text. Còn cái phần này nè, cái phần đậm đậm này á thì các bạn có thể cho nó to hơn, thì cái này gọi là subtitle hay còn gọi là tiêu đề phụ. Thì trong cái phần cái hình tôi có gửi ví dụ cho các bạn bài lab số 1 á, nó có chia sẻ rõ luôn. Rồi còn cái chữ này nó gọi là drop kép ha. Rồi chỗ này các bạn nhớ thêm giùm tôi cái tiêu đề vô, thì cái công cụ về drop kép với lại tag wrap nha. Hôm nay thì mình học về tag wrap và drop kép. Rồi xong thì các em thực hành bài lab số 2 ha. Tôi mở luôn bài quỳ 2 rồi nhé.